Xin tiếp tục anh em ơi, mình xin giới thiệu đến anh em một phui quá đẹp rồi anh em ạ. Cây này đẹp lắm, cây này mà mình chơi là mình xử lùng hết cỡ anh em ạ. Nhưng mà mình để cho anh em về lọc chơi nha. Mình chơi là mình xử về nè anh em. Thấy chân dễ nó nè, viên khối nó nè, nhưng mà nó dốc lên nè. Đấy, lấy đỉnh này họ đỉnh đây. Đấy. Còn hai thằng này cắt lọc thằng này bỏ, cắt này lùng xuống. Cắt này lùng xuống nè anh em. Lọc này bỏ là nó ra một cây lùng lực giót ngọn cực kỳ đẹp luôn nè. Chân dễ, dễ ngon, dễ non ha. Cây miếng lũa thép nó nè. Đấy, miếng lũa thép nó nè. Thấy gì chưa? Cây chỗ này nó liền từ nè, nó liền từ đây liền qua hết luôn. Rồi, ở trên thì sạch chỉ có miếng lũa thép đó thôi nha anh em nha. Anh em xem thông số. Đấy, đẹp quá anh em. Quanh khủng lắm anh em ơi. Quanh 56. Cao 39. Cầu dài 52. Chúc anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn anh em ơi.